từ khi mà em nhận em nuôi nuôi con em đến giờ thì em cũng đã 5 năm rồi. Em được cái hạnh phúc hơn bao người trên giới khác là mình may mắn mình được làm mẹ. Lúc còn bé thì mọi người á, ngay cả bây giờ cũng vậy, ta thấy mình ta nói bd, coi như là một cái gì đó nó không có được đẹp trong cái xã hội này, mà bây giờ mình lại được cái niềm vui như vậy, mình cảm giác là mình rất là may mắn, mình rất là hạnh phúc, mình rất là tự hào vì mình có con. Lúc mà mẹ em gần mất á thì có một cô điều dưỡng, cô nói là ở dưới khoa sản á có cho một bé gái, mẹ mới gọi em vào, mẹ kêu em nhận nuôi bé đi. Khi mà đem bé về nhà rồi thì em mới chạy vô em khoe với mẹ là mẹ ơi, mẹ cố gắng hết bệnh để mẹ về mẹ vui với con với lại cháu ngoại nha mẹ. Thì mẹ mới nói là không, con của con là cháu nội của má. Lúc đó em á hả, choáng lắm, vì mẹ mình biết cái giới tính mình như vậy, nhưng mà mẹ mình vẫn chấp nhận hết vì thương em mà chiều em. Đến cái giờ phút cuối cùng á thì mẹ mới nói như vậy, mẹ mới nói em là con của em là cháu nội. Thì em cảm giác cái tình mẫu tử nó thiêng liêng dữ lắm. Chiều chiều lặng yên không hát trên cây, nỗi đau trong lòng thấy buồn, nỗi buồn mẹ tôi. Em nuôi con, em muốn con em lớn lên cho nó, lo cho nó tương lai, cho nó ăn học, để nó không thua xúc mọi người. Thì mẹ mình, cha mẹ mình ngày xưa cũng vậy, cũng muốn mình là lớn lên là thành người, chứ không có muốn mà con của mình phải bị người ta cười chê, người ta khi dễ, người ta chiều chọc bê đê này nọ. Còn em đi biểu diễn, em đi hát, chính xác là mình để kiếm tiền. Mình kiếm tiền, mình lo gia đình, lo cho con. Một phần cũng là đam mê. Nếu mà ngày nào mà em bệnh hoặc là em có vấn đề gì đó, em nhớ sân khấu lắm, nhớ ánh đèn, nhớ lắm. Tại vì mình đam mê từ bé mà. Là mình không có được học cao, mình không có được làm ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, thì mình đến với môi trường ca hát, người ta thích bd nhảy múa, thì nói chung là cũng là cái đất để mình diễn, để mình thỏa cái ước mơ của mình ở đó. Vỗ cho ra cái gì ơi, vỗ quá. Đến với một món bồn ship cuối cùng đêm nay, đó là ăn thang. Vậy xin mời quý vị hãy hướng về sân khấu để xem qua từng cục thang cháy đỏ. Người đẹp tươi đang sẽ nhai thang như thế nào? Ngày xưa thì đam mê là nhiều hơn, làm vì mình đam mê. Còn bây giờ thì mình cố gắng làm kiếm tiền để mình lo cho con mình. Sợ nhất á là con em
nó biết ra mọi chuyện á, về cuộc đời của mẹ nó, của nó, rồi nó sẽ buồn, nó sẽ tự ti với mọi người. Nếu sau này mà con em nó hiểu là mẹ nó như thế nào, thì em muốn nói với nó một điều là con hãy yên tâm về mẹ sẽ làm tất cả vì con.